Câu chuyện thứ hai là Hạ Liên cư sĩ, đệ tử của Ấn Quang đại sư, ngài lãnh đạo cái đạo tràng niệm Phật là 3.000 hành giả. Một hôm Hạ Liên cư sĩ mới dọn phòng, bắt được con chuột con, ngài cầm trên tay mà ngài đem ra, mà ngài nãy để sơ hở thì mèo nó chộp chết con chuột đi. Ngài niệm Phật, cho nên ngài bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, ngài nuôi nó, cẩn thận nuôi nó. Khi nó lớn rồi nó bò nó đi, nhưng mà nó theo chân của cư sĩ, không bao giờ nó rời hết. Ngài đi kinh hành thì nó đi kinh hành, ngài ngồi ngài niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng của ngài nó niệm Phật, không bao giờ nó rời hết. 16 tháng nó theo Hạ Liên cư sĩ nó niệm Phật 16 tháng. Bữa đó Hạ Liên cư sĩ mới báo động trong đạo tràng nữa, bệnh tình của ngài là đau tim, không biết chết giờ nào. Bác sĩ cho biết là không biết cái giờ chết giờ nào, có thể cấp bách kéo dài khoảng 3 tháng thôi. Hạ Liên về mới báo động cho đạo tràng là bệnh tình của ngài là khẩn cấp lắm, bác sĩ cho biết là đột biến, không biết giờ nào. Ngài mới nói với con chuột: con là hành giả niệm Phật, bây giờ Hạ Liên cư sĩ thấy sức khỏe yếu lắm, bác sĩ cho biết là không biết chết giờ nào. Nếu như Hạ Liên chết trước mà bỏ con lại bơ vơ, con ráng niệm Phật nha, đừng bỏ nó. Đức Phật Ca Di Đà nha con. Ngày vuốt lưng nữa, ngày nói cái lời tiễn biệt. Thì cái hôm đó Hạ Liên cư sĩ chết đột quỵ, thì đạo tràng họ tấp nập, họ tới họ chuẩn bị tẩn liệm lo tang lễ cho Hạ Liên cư sĩ. Nhưng mà người ta không biết con chuột nó ở đâu, bởi vì thường ngày thì nó theo ngài, ngài đi kinh hành thì nó đi theo, mà ngài ngồi xuống thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng của ngài. Bây giờ ngài chết rồi, con chuột nó ở đâu? Họ đi kiếm con chuột, họ vô trong phòng, họ thấy nó đứng trên chiếc giày của ngài Hạ Liên, nó chết. Nghĩa là nó trung thành với pháp môn niệm Phật. Mà Hạ Liên cư sĩ nói nếu Hạ Liên chết thì con ráng ở lại lo niệm Phật để giảng sanh, đừng bỏ cái pháp môn niệm Phật nha con. Thế thì Hạ Liên cư sĩ chết thì nó vô nó đứng trên chiếc giày của ngài nó chết, thì đồng môn đồng đạo và đạo tràng vô tìm, thì đem con chuột ra mà liệm chung với cái quan tài của Hạ Liên cư sĩ. Thầy đọc đến cái chuyện ra thôi chảy nước mắt. Sao những con vật nó ngu si lắm, tạo cái nghiệp si mê mới làm súc sanh, nhưng mà cái chủng tử Phật, cái hạt giống Phật của nó còn đó. Cho nên về từ cái chỗ đó mà thầy dũng mãnh tinh tấn để niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc.